Hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là về cuộc sống ở Nhật nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video đi đổ rác nha mọi người. Đây. Đó. Đây nè. Anh em mình đi ăn mấy bữa nay rác quá trời rác, giờ phải đi quất thôi. Đó. Thì rác ở bên Nhật á thì nó sẽ cái cách quất rác ở Nhật thì nó sẽ khác hơn ở Việt Nam mọi người. Thì ở Việt Nam á mình quất sao cũng được. Đó. Nhưng mà khi mà qua đây rồi á thì mọi người sẽ quất rác theo cái mà quy định đó. Thì ông ca trò của mình mới đưa cái tờ lịch đi quất rác cho mọi người nè, hay nè, lựa cho nó không là nó theo quy định nha mọi người. Đây là thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật á, thì nó sẽ không có không 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 có lịch quất rác đó. Thì đây là tháng 3 nha mọi người. Đây nè, đây là cái lịch của tháng 3 nè đó. Thì hôm nay là cái ngày 12, đây là gác nè mọi người, nè lịch kia, đây là gác nè đó. Thì chữ Hán không à, thì có lẽ cái này gác khả cháy là có khả năng cháy, là gác cháy được đó mọi người đó. Thì mình đi vứt gác này đó, thì cái gác đó thì mình sẽ nhìn lên đây là để mình phân biệt theo cái loại nào nha mọi người đó. Ví dụ mà các bạn không biết á, đây là nó có hình ảnh minh họa cho mọi người nè, mọi người thấy không đó. Đây có hình ảnh minh họa nè, ví dụ như đây là Canon nè đó. Thì bây giờ nó sẽ đưa cái hình ví dụ cho mọi người nè, thấy không, là cá nè, quần áo nè, cây khô nè, lá nè, nó mấy cái bông nè đó, giày nè, túi, mấy cái băng cassette nè đó. Mình sẽ quất ở đây, nó có cái ghi nè. Các bạn nào mà không biết thì các bạn lên tra cũng được. Thì quất thì mai siêu mỗi tuần nè, thứ hai với thứ năm đó, xưa vô bì với một cư vô bì là quất các này. Còn cái ngày thứ ba thì mình sẽ quất rác khác nha mọi người đó, thấy chưa, thứ tư quất rác khác. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi đến cái nơi đổ rác để mình đổ rồi. Ok, thì xin mời mọi người đón theo dõi nha mọi người. Ok, let's go. Ok. Ok, hello, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ đi đổ rác nha mọi người. Đây gần ở căn hộ của mình. À. Rồi, bây giờ mọi người cùng theo dõi nha. Ok. Thì hai anh em đi đổ rác là thấy con rùa ở dưới sông nè mọi người. Đây nè. Nè mọi người. Thấy không? Đó. Ở đây không ai bắt nha. Ở đây gào lưới nè. Thấy, nó đang bỏ mọi người, thấy không? Đó. Ý, con rùa. Rồi. Ở đây không ai bắt, không ai xuống đâu nha mọi người. Gào lại nè. Chắc ở đây có cá. Đây có cá. Đây nè. Gào hết trơn à. Rồi, ok, anh em mình sẽ đi tiếp tìm nơi đổ rác. Ok. Ở trên trời có cái trực thăng kìa mọi người. Quá 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 quá. Ở đây có con cùa bự nè mọi người. Trời quá trời luôn. Đây nè. Thấy chưa? Chui vô á. Ấy ở bên kia nó kìa. Thấy người bên kia ta à. Vô kìa. Bên kia hai ba con ý. Khu này cùa nhóc luôn. Mọi người thấy không mọi người? Gùi nhóc luôn. Nhóc gùi luôn. Đã ta. Đây nè mọi người. Cái khu này nhóc gùi luôn nè. Để đi dài dài kiếm ơi. Kìa, hai con bò kìa. Hai con bò nói kìa. Mà không thấy cá ha. Ý của con kìa, của con kìa. Cá có rùa này ăn hết cá rồi. Hả? Ăn hết cá rồi. Không, cá nhanh lắm, cá chép mà bự lắm. Cua đây, ở bên kia con, ở đây ba con nè, với vô đây con là bốn con, năm con luôn, dữ thiệt. Ano sumimasen, chotto ii desu ka? ゴミ箱はどちらですか？はい。ゴミ出したいですか？
bắt sầu qua quạt cao này. この辺はありますか？ここらに住んでる人しか出せないとこなんですよ。お家はどこですか？あそこ。古橋かさ、はい。はい。この辺はありますか？ゴミ、下平は下平であるんですけど。ある、どこ？水路沿いを南行ったところなんだけど。どこ？燃えるゴミ。燃えるゴミは指定の袋に入れないと出せないですよ。はい、決まった袋が売ってるんで、それに入れてもらわないと。どうかな、コンビニとかで売ってる。この袋、この袋、うん、出す袋は、はい、うん、あります、あります、うん、コンビニ駅があります、うん、はい、チェンジ、あ、そうか、うん、あ、そうか、うん、燃えるゴミで出したいんだけどって言ってもらえば出してくれるから、お店の人が、はい、うん、それに入れてゴミ捨てでしょ。どこ？ゴミ下平だったら、ここを南に行ってもらって、本当に田んぼの中なんだけど、角っこに網になった。あそこ、うん、ここ南の方行ってくと、はい、何分くらい？1分、あの緑色のこういうフェンスに囲ってある。 あ、そうですか、うん、はい、わかりました、はい、どうもありがとう。đi qua đây nè. Ok, chắc là ở đó đó mọi người. Cái chỗ xanh xanh á. Nãy mình hỏi người ta thì ta chỉ là cái gì có gì xanh xanh, có cái rào màu xanh xanh á. Ừ. Đây là cái vườn người ta trồng hành nha mọi người. Hành này còn bự nữa. Cái này ha, cái này gọi là cây, như là cây hồng hay á, cây hồng. Đây cây hồng hay á, bự. Còn cái này cái gì đây, không biết nè. À, ca như cam á. Ừ. Rồi ok, mình sẽ đi lại lần kia coi phải bãi đổ rác nha. Hello, xin chào mọi người nha. Thì hai anh em mình đi kiếm đổ rác mà không có mọi người. Hỏi người Nhật rồi, họ thì nói là gần đây không có, kêu đi ra công mình đi đổ rác đi. Đó, thì rồi giờ hai anh em mình đi về thôi. Chứ biết sao giờ thì đâu có vứt rác tầm bậy tầm bạ được đâu mọi người. Cảnh sát thấy là họ bắt á. Đây nè, hai anh em đang đứng dưới dốc cầu, đang chuẩn bị đi về. À, ở dưới cái sông này nè mọi người. Nè, rùa nhóc luôn. À, cái sông này nè, rùa nhóc luôn. Nãy giờ thấy 4-5 con á. Rồi giờ không biết. Giờ đem gác về và mới mốt hỏi ship lại. Kêu ship dẫn đi thôi chứ giờ chịu thua rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha mọi người. Bye bye.